Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một buổi thứ hai đầu tuần và lại một tập DeFi Discussion nữa, chúng ta lại có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với nhau về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Và trong cái tập podcast tuần này, rất là vui khi chúng ta có sự góp mặt của một vị khách cũng khá là quen mặt với các anh em theo dõi podcast DeFi Discussion rồi. Thì mình sẽ để cho anh Julian gửi lời chào đến các bạn đang nghe tập podcast tuần này ha. Ok, xin chào mọi người. Vậy là đây là lần thứ 3 được tham gia DeFi Discussion của Coi68. Hình như đây là lần thứ 4. Thì hai tập trước là một tập về ETH, một tập về stablecoin và một tập về DAO. Thì anh em nào? Đúng rồi. Anh em nào có thể quan tâm thì có thể tìm nghe lại những cái tập này. Thì những cái buổi trò chuyện của mình với anh Julian thì nó cũng xoay quanh những cái vấn đề thị trường DeFi thôi. Thì mình nghĩ là nó sẽ mang lại những cái thông tin hữu ích cho anh em. Rồi, thì trước khi đi vào cái tập chủ đề của cái tập podcast tuần này thì mình muốn giới thiệu luôn, đó là DeFi Discussion hiện tại đang được phát trên 3 nền tảng, đó là YouTube, Spotify và Google Podcast. Thì anh em nào quan tâm có thể tìm thấy bọn mình ở trên những nền tảng này ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của tập podcast tuần này. Tuần này thì bọn mình đã tạo một cái khảo sát ở trong cộng đồng FOMO Sapiens. Thì anh em muốn nghe những cái cuộc thảo luận xoay quanh cái mảng phái sinh của DeFi và những cái sản phẩm nó được xây dựng xoay quanh cái mảng thị trường này. Thì ok, thì chắc để anh Julian nói sơ qua về các cái sản phẩm phái sinh phổ biến, các cái mô hình ở trong tài chính truyền thống và cũng như là đôi nét về cái mảng phái sinh này ở trong thị trường DeFi ha. Thì mình cũng có một chút là cái background cơ bản về ngành tài chính. Thì mình thấy là trong thị trường tài chính truyền thống ấy thì nó có một số các cái sản phẩm phái sinh như sau. Đầu tiên mọi người cần phải hiểu là sản phẩm phái sinh nghĩa là gì. Thì nói nôm na, sản phẩm phái sinh đó là các cái sản phẩm tài chính, nhưng mà bản thân những cái sản phẩm đấy ấy, nó không thực sự có giá trị, mà là cái giá trị của nó sẽ được neo vào một cái sản phẩm cơ sở khác. Cái thuật ngữ gọi cái sản phẩm cơ sở đấy gọi là underlying assets. Thì ở trong thị trường phái sinh truyền thống nó có một số các cái sản phẩm sau, ví dụ như là forward. Thực ra forward với cả future thì nó tương đối là giống nhau, nó cũng giống như kiểu là các bạn long short một cái sản phẩm và predict cái dự giá tương lai của nó thôi. Thì nó chỉ khác một cái là forward là nó có một cái ngày đáo hạn cụ thể, còn đâu cái future này thì nó hoàn toàn không có ngày đáo hạn gì cả. Giống như kiểu các bạn thực hiện một lệnh long short ấy, các bạn chỉ cần trả phí để mà duy trì cái vị thế để của các bạn, còn các bạn có thể giữ cái vị thế đấy cho đến lúc nào cũng được, miễn là các bạn vẫn còn cái tài khoản để mà duy trì cái vị thế đấy. Một số các cái sản phẩm khác, phái sinh khác mà có thể là những anh em nào trade coin thì có thể sẽ không biết, nghe nó hơi lạ một chút, ví dụ như là kiểu asset backed security, nghĩa là chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản. Một số các cái ví dụ ở đây, ví dụ như là CDO chẳng hạn. CDO nghĩa là một số các cái chứng khoán mà nó được đảm bảo bằng các cái tài sản nợ. Giả sử như là có một cái công ty này nó đang muốn huy động tiền nhưng mà nó không có một cái tài sản cụ thể gì cả, nhưng nó có một số các cái, nó đang có một số các cái khoản nợ mà nó đang nắm giữ từ các cái bên khác, thì họ có thể tổng hợp cái khoản nợ đấy vào để mà họ bán lại cho. Nó giống như kiểu là ngày xưa mình cứ hay nói chung chung ấy, hay trẻ con hay chơi với nhau gọi là chuyển nợ ấy. Nó giống như kiểu là thằng A nợ thằng B, xong rồi thằng B đã nhá phải trả cho thằng C, thì bây giờ thằng B bảo là tao không có tiền thôi, tao chuyển cái nợ của thằng A cho tao, thì sau này mà mày muốn đi đòi ấy thì mày cứ tìm thằng C, cứ đi tìm thằng A mà đòi cái tiền đấy, thì coi như là cái khoản nợ giữa thằng B và thằng C là được thanh toán xong xuôi. Thì đấy, thì cái CDO này nó cũng kiểu như thế. Và một cái sản phẩm khác mà nó cũng gần đây nó cũng mới nổi ở trong DeFi là option. Option ở đây thì nó không phải là binary option đâu nhá. Không phải là kiểu binary option quyền là chọn nhị phân. Binary option quyền chọn nhị phân ấy là mọi người chỉ đoán giá lên hay xuống thôi ấy. Thì nó có trong tài truyền thống, nó thực sự nó có một cái sản phẩm là option. Và một cái sản phẩm khác nữa nó là liên quan đến là swap.
Nhưng mà tuy nhiên là cái swap này ấy, nó không chỉ đơn, nó không, cái nghĩa của nó không giống như là cái swap mà mình vẫn hay dùng ở trong trading, ở trong trade crypto. Mà swap ở đây ấy, nó có nghĩa là hoán đổi, nó được dùng cho việc là hoán đổi dòng tiền. Giả sử như bây giờ là có một bạn, bạn ấy vay ngân hàng lãi suất là 5%, mà là ông đấy ông ấy tin rằng là sau này có thể một cái biến động kinh tế đấy, cái lãi suất thực tế nó sẽ dao động chứ nó không phải là một cái lãi suất fix cứng như vậy. Trong khi đó ngược lại ấy, có một ông khác đi vay tiền ở đâu đó và ông ấy vay bằng cái lãi suất thả nổi, ông ấy vay bằng của một cái công ty nào đấy chẳng hạn và lãi suất nó là 9% một năm, thì ông ấy ông cho rằng là cái lãi suất này như thế là cái lãi suất mà ông ấy cho vay ở bên ngoài ấy là 9%, ông nghĩ rằng là cái lãi suất này trong tương lai là nó có thể nó thay đổi và ông ấy không mong muốn cái điều đấy, hoặc là ông nghĩ là trong tương lai nó có thể nó giảm hơn nữa, thì hai cái người này ấy họ sẽ làm một cái hoạt động là swap, nghĩa là cái tiền lãi của ông kia thì ông kia ông ấy sẽ trao đổi cái dòng tiền phát sinh đấy cho cái ông ở trước đấy, và cái ông này, cái ông mà có dòng tiền phát sinh từ việc là lấy lãi suất ngân hàng ấy thì lại trao ở cho ông kia. Ừ. Thì cái này hình như cái này nó có phải là interest rate options không? Đúng rồi đấy. Chính xác ấy, nó okay. Có một cái protocol là Strip Finance, nó làm về cái mảng gọi là interest trading rate, nghĩa là thay vì người ta trade với nhau bằng tài sản thì bây giờ người ta trade với nhau bằng cái lãi suất. Bởi vì giống như mọi người thấy là cái lãi suất ở trong DeFi này thì nó rất là biến động, và đúng như kiểu là cứ cái gì mà biến động thì người ta sẽ tìm ra cách để đánh bạc với cả nó ấy. Thì hầu như các cái sản phẩm phái sinh này thì cái mục đích ban đầu sinh ra của nó ấy là để giảm thiểu rủi ro, nghĩa là nó giúp cho những cái người sử dụng các sản phẩm này quản trị rủi ro tốt hơn. Những người nào mà mong muốn ít rủi ro ấy thì họ hoàn toàn có thể sử dụng các cái sản phẩm phái sinh này để họ giảm bớt cái lợi nhuận dự kiến của họ xuống và bù đắp vào việc là họ có thể quản trị cái rủi ro của họ. Trong khi đó một số người ngược lại ấy, là những người họ muốn gia tăng cái rủi ro của họ đấy lên để mà họ nhận được thêm nhiều lợi nhuận thì họ sẽ sử dụng cái sản phẩm phái sinh này. Và khi mà hai bên gặp nhau như vậy ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái thị trường phái sinh. Về các cái sản phẩm phái sinh on chain đang có những bước phát triển nào ấy, thì mình thấy rằng là các sản phẩm phái sinh ở trên thị trường ở DeFi nó hơi khác hơn một chút so với thị trường truyền thống, bởi vì thị trường DeFi này nó liên quan về digital rất là nhiều nên nó có phát sinh ra một số các cái thứ khác, ví dụ như là synthetic assets, nghĩa là các cái tài sản tổng hợp. Đơn giản thôi, ví dụ như bây giờ, ví dụ như là synthetic chẳng hạn, họ cho phép bạn tạo ra các cái tài sản khác nó được neo với cả, ví dụ như là họ tạo ra kiểu SBTC chẳng hạn hoặc là SUSD chẳng hạn, thì về bản chất ấy nó không thực sự những cái đồng ấy nó có giá trị mà chẳng qua là nó được neo vào giá trị của một cái sản phẩm khác thôi. Thì và cái synthetic asset này ấy, cái tài sản tổng hợp này tại sao nó lại xuất hiện ở thị trường công nghệ DeFi, mà bởi vì là nó xuất phát từ cái việc là người ta khi mà kiểu người ta sử dụng blockchain ấy thì người ta sẽ muốn giao dịch những cái sản phẩm mà nó không nằm ở trên blockchain. Ví dụ như là họ muốn giao dịch vàng này, giao dịch dầu này hay giao dịch bất cứ một cái thứ gì đấy nhưng mà nó không có ở trên blockchain và nó cũng không được bất cứ một cái đơn vị họ cũng không có được bất cứ một cái đơn vị nào đứng ra để mà phát hành ra những cái tài sản đấy. Thì nó mới xuất phát ra những cái protocol, những cái giao thức về tài sản tổng hợp này để mà họ tìm ra những cái cách để tạo ra các cái tài sản đấy mà vẫn giữ được cái giá trị của nó. Tức là hình như ở bên Terra nó có một cái platform cũng cho kiểu trade cái tài sản đấy. Real asset này hình như là Miro. Rồi, ok. Miro Finance. Thì ok, thì em nghĩ là vẫn sẽ có một vài cái vấn đề xoay quanh pháp lý liên quan đến những cái sản phẩm phái sinh này, nhưng mà trong cái phạm vi này, trong cái phạm vi của cái tập podcast này thì mình sẽ không đề cập quá sâu. Ok. Mình đã vừa rồi mình định nói một cái ý mà chính vì Jocks nói ra mà mình mới nhớ ra, đó chính là tại sao mà nó lại có những cái protocol về tài sản tổng hợp này ở trên blockchain. Bởi vì ấy, ở cái thị trường tài sản truyền thống ấy, nó sẽ có cái vấn đề pháp lý về ràng buộc.
Ví dụ như là một công ty này khi mà họ phát hành ra một cái tài sản tổng hợp như thế thì họ phải có cái sự đảm bảo để mà có thể thanh lý được các cái tài sản đấy. Tuy nhiên rằng trên blockchain này thì rõ ràng là không có bất kỳ một, tức là nó không được kiểm soát bởi bất kỳ ai cả. Nên là các nên người ta hoàn toàn phải tìm ra những cái cách để mà đảm bảo cho các cái tài sản đấy bằng gọi là bằng những cái công cụ liên quan đến kiểu là khuyến khích cộng đồng, hay là kiểu dùng code, hay là dùng một cái gì đấy chẳng hạn. Đó, thì đấy là lý do tại sao mà nó xuất hiện những cái protocol như thế. Ừ, ok. Thì đó là về những cái sản phẩm phái sinh hiện tại đang phát triển ở trên cái on-chain ha. Thì hiện tại thì thời gian gần đây thì nhiều anh em theo dõi các cái nền tảng DeFi thì có thể thấy một vài cái sản phẩm nó phát triển xoay quanh những cái nền tảng là các cái sản phẩm phái sinh này. Thì người ta gọi chung những cái sản phẩm này là Structure Product. Structure Product là gì? Đây là những cái sản phẩm mà nó sẽ cố gắng để tạo ra cái mức lãi suất cao nhất cho người dùng khi mà họ bỏ tài sản vào trong những cái pool. Thì họ khi mà người dùng bỏ tiền vào những cái pool này á, họ bỏ tài sản ví dụ như một đồng ETH gì đó, thì các cái sản phẩm này họ sẽ đi mở các hợp đồng quyền chọn. Anh Julian nghĩ như thế nào về những cái giải pháp mới này? Liệu nó có phải là một cái giải pháp mà sẽ tạo ra được những cái cách để tăng lãi suất, tăng cái tiền lợi nhuận cho người dùng khi mà họ bỏ tiền vào những cái vào này hay không, và có rủi ro nào cho người dùng nếu như mà họ bỏ tiền vào những cái pool tài sản như thế này? Thế thì mình sẽ lấy một cái ví dụ về một cái sản phẩm structure product, một cái sản phẩm như George nói, đó chính là mình sẽ nói về một cái gọi là quyền chọn nhá, option nhá. Thì đầu tiên mình sẽ giải thích xem là cái option này là cái cách hoạt động của nó như thế nào. Về cơ bản ấy, nó giống về quyền chọn là ngay cái tên nó đã nói rồi, nghĩa là cái đó là cái quyền của bạn để mà bạn thực hiện một cái sự lựa chọn của bạn. Trong quyền chọn ấy thì nó sẽ chia ra làm hai loại, gọi là quyền chọn mua và quyền chọn bán. Thì nếu mà nói lý thuyết ấy thì nó sẽ rất là khó hiểu. Tuy nhiên mình sẽ lấy một cái ví dụ như này. Giả sử bạn đang có một BTC và giá của BTC lúc đấy nó đang là 10.000. Đây là một cái ví dụ ấy nhá. Chứ thực ra mình hoàn toàn không mong đợi giá BTC nó xuống 10.000 đâu. Thì bây giờ bạn có một BTC và lúc đấy giá BTC nó đang là 10.000 và bạn lo sợ rằng có khả năng rằng cái BTC này ấy nó sẽ bị tụt xuống mức dưới 10.000 và có thể nó bị tụt xuống kiểu 9.000 hay là kiểu 8.000 chẳng hạn. Thì bạn hoàn toàn bạn có thể thực hiện mua một cái quyền chọn bán BTC tại mức giá 10.000. Bạn sẽ thực hiện một cái quyền chọn bán tại BTC 10.000. Tuy nhiên là cái quyền chọn này nó sẽ không thực hiện ngay lúc đấy mà nó sẽ thực hiện ở trong tương lai, ví dụ như là một tháng sau chẳng hạn. Thì bây giờ đến cái câu chuyện là một tháng sau nhá. Một tháng sau nó sẽ xảy ra hai trường hợp đúng không? Giả sử như một tháng sau, lúc đấy cái một BTC lúc đấy nó không phải là 10.000 mà nó tăng lên làm 20.000 đúng không? Thì rõ ràng bạn sẽ không dại gì đi thực hiện cái quyền chọn bán của bạn. Bởi vì lúc đấy nếu mà bạn thực hiện cái quyền chọn bán của bạn đấy ấy, thì bạn cũng sẽ chỉ được bán cái BTC đấy nó ở mức giá 10.000 thôi. Nghĩa là quyền chọn ở đây nghĩa là cái lựa chọn được mua hoặc bán một cái sản phẩm tài chính ở một mức giá cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Thì ví dụ như bạn muốn thực hiện đến mà cái thời điểm đấy nhá, khi giá BTC là 20.000, nếu như kể cả cho dù lúc đấy bạn muốn thực hiện cái quyền chọn bán một BTC tại mức giá là 10.000 thì bạn vẫn phải bán nó với giá 10.000. Thì dĩ nhiên là khi mà giá nó tăng lên 20.000 thì chẳng ai thực hiện cái quyền chọn bán đấy đúng không? Dĩ nhiên là họ sẽ bỏ cái quyền chọn đấy đi, họ sẽ không thực hiện cái quyền đấy và mình sẽ giữ lại cái BTC của mình với giá là 20.000 thôi. Còn trong trường hợp khác nhá, là giả sử như đến cái thời điểm mà thực hiện cái quyền chọn này mà giá BTC lúc đấy nó là 5.000 chẳng hạn. Thì lúc đấy là giá BTC thực tế nó chỉ có 5.000 và bạn được phép bán nó với giá là 10.000 thì chắc chắn là mình sẽ thực hiện này đúng không? Bởi vì lúc đấy là gần như là mình sẽ lãi, mình chẳng bị mất cái gì cả. Đó. Thì cái đấy là cái sự khác biệt của quyền chọn với cả future là như vậy. Mặc dù hai cái này đều được sinh ra để nó kiểm soát cái rủi ro cho cái người nắm giữ tài sản. Ví dụ như là mình hoàn toàn mình có thể thực hiện một cái điều tương tự đấy là việc mình short một BTC tại mức giá 10k đúng không? Tuy nhiên rằng là khi mà giá nó tăng lên 20k thì gần như là
cái lãi và cái lỗ của hai cái từ việc mình hold spot và giữ cái lệnh future đấy nó sẽ bù trừ cho nhau, và ngược lại ấy, trong trường hợp ngược lại thì nó cũng sẽ bù trừ cho nhau. Tuy nhiên rằng ấy, cái khác của quyền chọn so với cái future ở đây ấy, là quyền chọn này bạn có thể thấy à, nó không hoàn toàn không giới hạn cái mức lợi nhuận mà bạn nhận được. Nó không giới hạn cái mức lợi nhuận là bạn nhận được chứ. Giá BTC nó tăng lên 30k thì mình sẽ lãi là bao nhiêu? Mình sẽ lãi là 20k đúng không? Nó tăng lên là 40k thì mình sẽ lãi là 30k. Trong khi ấy, cái minimum mà mình phải chịu lỗ ấy, nó luôn luôn là cái mức nó sẽ có một cái mức phí. Bởi vì khi mà bạn thực hiện một cái lệnh như vậy ấy, rõ ràng là bạn đang được một cái lợi đúng không? Cái lợi như là giá cao thì bạn không bán là bạn thu lợi. Còn đâu nếu mà giá mà tụt xuống thấp thì bạn vẫn được bán với giá cao hơn. Thì để mà chuyển được cái rủi ro đấy cho một người khác ấy, thì bạn sẽ phải trả một cái phí, người ta gọi là premium fee. Premium fee dành cho cái người nào, chính là cái người nào mà đứng ra bán cái quyền chọn đấy cho bạn. Nghĩa là cái người mà chấp nhận là tôi sẽ mua cái BTC của ông ở mức giá 10k trong tương lai. Không quan trọng là cái đến lúc đấy giá BTC là bao nhiêu, giá BTC là 20k thì tôi vẫn mua của ông với giá 10k, và kể cả là nó chỉ có 5k tôi vẫn mua của ông với giá là 10k. Đó thì mình sẽ phải trả cái phí đấy cho cái người đấy. Thì bây giờ rõ ràng là mình sẽ thấy có một cái nó xảy ra như này. Giả sử như giá BTC lúc đấy ấy, nó tăng lên 20k thật đúng không? Thì bạn có một BTC đúng không? Bạn không thực hiện cái quyền chọn đấy của bạn, bạn vẫn giữ được cái lợi nhuận là 10k trên một BTC. Còn đâu cái người mà bán cái quyền chọn đấy cho bạn ấy, thì họ lại thu về được một cái mức phí. Và cái mức phí này là do bạn trả cho cái người đó. Thì rõ ràng là trong trường hợp đấy là cả hai đều vui vẻ đúng không? Rõ ràng một người có họ cái có phí 10 premium nghìn, đúng, còn một người đúng một người thu về phí premium à. Còn đâu cái của mình ấy, cái người mà họ mua cái quyền chọn bán đấy ấy, thì họ được cái lợi gì? Chính là được cái lợi là giảm thiểu rủi ro cho họ. Trong trường hợp là nếu mà giá BTC nó giảm, còn dĩ nhiên là họ phải trả ra một cái phí cho cái quyền lợi đấy rồi, thì cái lợi nhuận nó sẽ bị giảm đi. Tuy nhiên rằng rõ ràng đấy là một cái hình thức để mà nó san sẻ cái rủi ro ra. Một người mà họ không muốn một cái rủi ro quá cao thì họ sẽ chuyển bớt cái rủi ro đấy cho một người khác chấp nhận rủi ro cao. Đấy là một cái cách lý giải đơn, mình theo mình nghĩ đấy là một cái ví dụ cực kỳ đơn giản nhất cho về quyền chọn rồi. Okay. Bởi vì về bản thân cái sản phẩm này nó cũng tương đối là nó phức tạp hơn future rất là nhiều. Thì cái thứ hai thì trở lại sau khi mà mọi người hiểu về quyền chọn gì nhá, thì cái câu hỏi của George là mình nghĩ thế nào về các cái giải pháp này và người dùng thì có thể tận dụng được các cái sản phẩm mới hay không. Thì mình hoàn toàn theo trong tài chính truyền thống ấy, thì những cái sản phẩm quyền chọn này ấy, nó là những cái sản phẩm nó bổ sung cái tính đa dạng cho thị trường. Nghĩa là lúc đấy ấy, cái rủi ro đấy nó sẽ không được fix cứng vào những cái tài sản đấy nữa. Ví dụ như là người ta luôn luôn người ta tấn công Bitcoin bằng những cái luận điểm như là thị trường crypto này thì nó biến động quá nhiều đúng không? Thì bằng cái việc mà cung cấp những cái quyền chọn như này ấy, nó đang cung cấp cho người ta những cái cách để mà người ta giảm thiểu cái rủi ro từ việc biến động ấy xuống. Và khi mà có thêm những cái sản phẩm hỗ trợ như này ấy, thì rõ ràng là các cái tổ chức lớn và dòng tiền lớn ấy, thì họ sẽ dễ tìm đến crypto hơn. Người dùng thì tận dụng được gì ở trong các cái cơ chế này ấy, thì theo mình nghĩ rằng là nó vẫn là một cái cơ bản thôi. Nghĩa là trong DeFi ấy, thì các cái nền tảng thì họ luôn luôn phải thu hút được cái tính thanh khoản, hay là thu hút được những cái người tham gia vào các cái giao thức của họ ấy, bằng cách là họ trả thưởng cho người dùng. Thì theo mình đấy chính là cái cơ hội của người dùng. Khi mà họ giống như kiểu như mình nói ở phía trên ấy, bạn hoàn toàn bạn có thể ra giống như cái ví dụ dưới trên, giả sử bạn có 10k thì bạn hoàn toàn bạn có thể là bán một cái quyền chọn bán để mà bạn thu được cái phí premium. Và cái lợi ở đây là gì? Cái lợi ở đây rõ ràng là bạn được từ 10k đấy bạn tìm cách thu được cái phí premium, và cái phí premium này nó cao hơn rất là nhiều so với cái việc là bạn gửi cái đấy vào trong lãi suất. Dĩ nhiên là nó có cái rủi ro ở đây là chẳng may mà giá nó không đi đúng với cả cái suy nghĩ của bạn thì bạn sẽ phải mua cái sản phẩm ấy thôi, nhưng mà bạn sẽ phải thực hiện cái quyền đấy, bởi vì cái người mua đấy họ muốn thực hiện cái quyền đấy thì bạn bắt buộc bạn phải thực hiện theo. Tuy nhiên là cái lãi suất của nó thì cũng tương đối là hấp dẫn. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi hồi nãy em có đề cập, đó là những cái sản phẩm structure product á, tức là ví dụ như những cái tên như Ripple Finance nè, hoặc là ở trên
các cái chain như Solana thì nó sẽ có là Katana hay là Friction nè, rồi Tethernus thì cũng là một cái sản phẩm nó khá nổi thời gian gần đây. Thì những cái sản phẩm này á, thì họ sẽ dùng tiền của người dùng để đi gọi là thế chấp, xong rồi bán những cái hợp đồng quyền chọn để đến cuối một cái epoch, tức là một cái giai đoạn nào đó, thì họ sẽ kiểu như là họ sẽ lấy cái tiền premium, tiền lợi nhuận từ cái hợp đồng họ bỏ người vào pool. Góc nhìn của anh về những cái sản phẩm này là như thế nào? Mình thì thấy rằng là miễn là nó follow theo các cái cơ chế của tài chính truyền thống thì mình thấy rằng cái cách hoạt động đấy nó hoàn toàn là ổn, và nó cung cấp thêm cho người dùng những cái phương pháp để mà kiếm được những cái yield mới. Với cái thị trường truyền thống ấy thì gần như là bạn sẽ không bao giờ được sờ vào những cái sản phẩm như này, bạn sẽ không được sử dụng những cái sản phẩm như này ấy, chứ chưa nói gì đến việc là bạn được cung cấp các cái sản phẩm như này để mà được nhận lãi suất. Bởi vì là ở thị trường truyền thống ấy, để mà được sử dụng các cái, để mà được tham gia mua quyền chọn này ấy, thì nó phải có những cái yêu cầu và có những cái tiêu chuẩn rất là cao. Ví dụ như là bạn phải là một quản lý quỹ, hay là phải có một số các cái chứng chỉ liên quan đại diện gì đấy thì bạn mới được phép mua. Còn đâu cái việc mà bạn được cung cấp bán ra những cái đấy ấy, thì gần như nó phải là những cái tổ chức tài chính cực kỳ lớn. Thì mình nghĩ rằng đây là một cái bước đi có thể khá là tất yếu đối với cả người dùng DeFi. Tuy nhiên rằng đi kèm những cái lợi nhuận đó thì nó cũng sẽ là các cái rủi ro đi kèm. Bởi vì là các cái sản phẩm đấy thì giống như từ đây mình nói ấy, nó tương đối là khó hiểu. Có thể nhiều bạn nghe một lần sẽ không thể nào nắm bắt nổi là ok, tóm lại là cái cách hoạt động của nó như thế nào. Đó. Và ngoài ra thì mình cũng thấy rằng là với những cái sản phẩm như thế thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định. Rủi ro đầu tiên là rủi ro liên quan đến về smart contract. Nghĩa là các cái hoạt động smart contract này thì nó tương đối là phức tạp, bởi vì cái bản chất của nó là các hoạt động ấy đã phức tạp rồi, nên khi đưa vào các smart contract nó cũng sẽ phức tạp, và thực sự là sẽ không có nhiều người có thể đọc và hiểu được cái đấy. Thậm chí là một developer về Solidity mà đọc những cái smart contract đấy mà họ không có những cái kiến thức về finance thì tài chính thì họ cũng không thể hiểu là ok cái smart contract nó đang thực hiện cái gì. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là liên quan về tham chiếu giá Oracle. Thì bởi vì các cái sản phẩm phái sinh này giống như mình nói ấy, nó là nó cần phải có tham chiếu từ giá của một cái loại tài sản underlying asset. Vì thế là mình cần phải xem là cái cơ chế mà các cái giao thức này ấy, nó lấy giá tham chiếu là như thế nào. Mình nghĩ thì nói chung mình nghĩ là cái cách mà an toàn nhất thì nếu mà các cái giao thức này mà nó sử dụng cái tham chiếu giá Oracle từ trên link thì sẽ khá là ổn. Theo mình nghĩ là ổn nhất ở thời điểm hiện tại. Và cuối cùng là liên quan về fundamental, nghĩa là những người dùng ấy họ phải thực sự họ hiểu là các cơ chế hoạt động của các sản phẩm tài chính này là như thế nào ấy. Giống như kiểu là khi bạn cung cấp một cái quyền chọn mua, bạn cung cấp một cái quyền chọn bán Ethereum chẳng hạn, thì bạn thấy là cái lãi suất của nó rất cao đúng không? Nhưng khi bạn cung cấp như thế và giá Ethereum nó cứ tăng, thì rõ ràng bạn thấy là chẳng ai đi thực hiện cái quyền chọn bán ấy cả, và bạn sẽ thấy ok, mình cứ bỏ USDT vào đây và tự nhiên là mình thu về được cái API rất là cao. Tự nhiên đùng một cái đến một ngày đấy giá Ethereum nó quay đầu nó giảm chẳng hạn, tự nhiên bạn sẽ thấy toàn bộ cái số tiền của bạn đấy đã được dùng để mua Ethereum ở một cái mức giá cao hơn so với cái mức giá market bây giờ. Thì lúc đấy mọi người sẽ không hiểu là ok, tại sao lại như thế. Mình nghĩ là cái chuyện này sớm muộn thì nó cũng sẽ xảy ra thôi. Nó cũng giống như việc, nhưng mà nó là một cái, anh mình nghĩ là cái nó là một cái điều tất yếu thôi, vì là khi người dùng họ tham gia họ sử dụng rồi thì họ mới có cái trách nhiệm về việc tìm hiểu là ok mình đang dùng cái gì. Giống như là trước đây kiểu mọi người dùng AMM ấy, mọi người chẳng quan tâm đến kiểu impermanent loss là cái gì cả, nhưng sau một thời gian ra và thấy là nó lỗ rồi này, thì lúc đấy mới bắt đầu đi tìm hiểu là xem là tại sao nó lỗ. Ok, thì hiện tại ấy, cái thị trường phái sinh on-chain nó có khá là nhiều cái tên gây chú ý. Ví dụ như trước đó thì chúng ta thấy là Burp Petrol nè, cái con Burp á, BRB, rồi còn thời gian gần đây thì có một cái con nó retro khá là khủng cho người dùng, đó là DYDX. Thì nó vẫn có những cái tên gây được nhiều tiếng vang, nhưng mà tại sao cái mảng sản phẩm phái sinh này lại ít được mọi người chú ý đến? Thì chắc là để cho anh Julian giải thích thêm về cái vấn đề này ha.
Cái câu hỏi là, thực ra đây cũng là một cái topic mà hồi DIDX nó airdrop cho người dùng ấy. Bởi vì trong cái group thị trấn crypto của mình thì cũng có một số anh em được cái airdrop đấy, và mọi người rất là hype về việc là DIDX thì nó sẽ thay thế Binance Future. Và trong cái cộng đồng của mình, mọi người cũng đưa ra cái topic này và tranh luận với nhau. Thì từ đây là cái ý kiến cá nhân của mình thôi, thì mình hoàn toàn có thể lấy một cái ví dụ là so sánh DIDX với cả Binance Future đi. Thì đầu tiên, các cái sản phẩm của DIDX mặc dù nó được phát triển như vậy và có một thời gian nó xuất hiện ở trên các cái mặt báo về DeFi và crypto rất là nhiều, tuy nhiên là thời gian ở đây nó bắt đầu chìm dần. Thì cái lý do thứ nhất là vì cái UX, cái UX của nó khá là gọi là không thân thiện với cả người dùng. Vì khi là bạn bạn lên DIDX thì bạn có thể thấy là cái việc trading ở trên đấy nó tương đối là khó, bởi vì nó sâu hơn rất là nhiều các cái thông số. Và mình nghĩ rằng cái lý do mà họ làm như vậy ấy, thực ra để họ minh bạch thôi, bởi vì là rõ ràng là cái DIDX này thì cái thị trường đấy ấy, nó hoàn toàn nó được vận hành một cách là decentralized, nó không có cái sự manipulate của một cái bên thứ ba. Mà ví dụ như mình nói là Binance Future ấy, thì là nó sẽ có cực nó có cái chắc chắn là nó có sự manipulate của Binance ở đó. Thì vì họ muốn minh bạch cái đấy nên nó phải sâu ra rất là nhiều các cái thông số. Tuy nhiên là những cái thông số như vậy ấy, nó lại gây cản trở cho những người dùng, bởi vì là nhìn vào đấy thì họ thấy rất khó hiểu. Còn nếu mà bạn chơi Binance ấy, bạn chơi Binance Future thì thấy rất là dễ. Nó chỉ sâu với cái gì, nó sâu đúng cái mức giá mình mua, cái mức giá mà mình bị thanh lý, cái mức lãi hiện tại của mình, và một cái con số là cái ROE, nghĩa là cái lợi nhuận của cái phần trăm lợi nhuận của cái lệnh đấy thôi. Thậm chí là họ còn chẳng sâu cho bạn xem là khi hết một cái ngày đấy thì bạn phải trả cái lãi suất là bao nhiêu. Tuy nhiên là cái đấy là cái sự thông minh của việc là một cái sàn, khi mà họ làm về sản phẩm tài chính ấy, họ sẽ cố gắng là giản lược hóa đi, tạo ra một cái UX thân thiện cho người dùng. Và những cái đấy là những cái sản phẩm phi tập trung như là DIDX hay là Perpetual họ chưa giải quyết được cái vấn đề đấy. Cái thứ hai nữa liên quan đến việc là thị trường phái sinh này thì nó liên quan về tính thanh khoản rất là nhiều. Mà theo bạn ấy, ở tất cả các cái blockchain thì blockchain nào có tính thanh khoản cao nhất? Thì chắc chắn rồi, nó vẫn là ETH thôi. ETH vẫn là cái thị trường mà có tính thanh khoản cao nhất. Và chính vì việc ETH có là thị trường cũng là cái blockchain mà có tính thanh khoản cao nhất thì mọi người bắt buộc phải thực hiện giao dịch các cái sản phẩm phái sinh này trên mạng blockchain, trên mạng ETH, đồng nghĩa là phải trả phí ETH. Và mọi người thấy cái phí ở trên giao dịch ETH thì nó rất là cao. Vậy thì cao tổng rồi đúng vậy thì tổng hợp lại thì là mình sẽ có UX chưa tốt, liquidity thì còn tương đối là thấp. Dĩ nhiên là nó không thể nó to bằng các cái sàn tập trung được, bởi vì là một cái là hoàn toàn dựa vào cái cơ chế gọi là cơ chế thanh khoản huy động vốn từ cộng đồng, còn một cái còn lại là cơ chế tập trung và nó có sự nhúng tay của các cái quỹ gọi là đầu cơ vào đấy. Thì dĩ nhiên là cái liquidity ở trên DeFi nó không thể nó to bằng bằng cái thị trường future ở các cái sàn CX được rồi. Và cái thứ ba nữa là phí giao dịch ở trên Ethereum nó khá là cao. Thì theo mình đấy là ba cái lý do mà tại sao DIDX này nó hay là Perpetual nó được ít được người dùng biết đến. Ngoài ra nó còn một cái lý do nữa. Theo mình nghĩ rằng là Binance Future ấy nó thu hút được nhiều người dùng hơn. Nhiều người dùng hơn có thể là cái lượng, mình đang không đề cập cái câu chuyện là lượng tiền to hay lượng tiền nhỏ. Tuy nhiên là đôi khi người ta có 100 đô người ta cũng hoàn toàn người ta có thể sử dụng, người ta tham gia vào cái future ở trên Binance được. Và đấy là lý do tại sao mà nó được nhiều người biết đến. Còn đâu cái DIDX hay là Perpetual ấy thì thường bạn sẽ phải có tầm 5.000 cho đến 10.000 thì cái việc giao dịch ở trên đấy nó mới bõ ấy. Chứ còn không thì nó sẽ không đem lại cái hiệu quả về việc chi phí. Cá nhân em thấy nha, thì vào cái giai đoạn là 2019 đó thì thị trường nó khá là boring và nó có những cái đà giảm khá là sâu, thì Future Binance họ họ ra đời và họ cung cấp những cái sản phẩm kiểu như long short và nó khá là product market fit, tức là nó phù hợp với cái giai đoạn thị trường ở thời điểm đó. Còn ở cái giai đoạn hiện tại của thị trường á, thì khá là nhiều các cái sản phẩm phái sinh on-chain nó bắt đầu nó rục rịch và nó có nhiều cái mức tăng trưởng khá là ấn tượng thời gian gần đây. Thì anh nghĩ là
anh nghĩ là đây đây là một cái bước đi kiểu như là để lấp vào chỗ trống của các dự án, hay là họ đã đánh hơi được cái downtrend trước mắt và họ đưa ra những cái sản phẩm như thế này? Thực ra cái mình để ý rằng cái câu hỏi này nó là một cái sự quan sát khá là tinh ý của Josh. Mình thì cũng thực sự là mình cũng không thiên về cái mình cũng không thiên về cái phương án nào cả. Ở đây có hai phương án là liệu đây có phải là dự của downtrend khi mà các cái team làm dự án hay là những cái người ở trong thị trường crypto lâu năm họ bắt đầu họ ra những cái sản phẩm mà nó thiên về quản trị rủi ro nhiều hơn cho người dùng, hay đơn giản đây chỉ là một cái mảng mới, một cái mảng sản phẩm mới mà thị trường nó tất yếu nó phải có, thì đúng là rất là khó trả lời. Câu này thực sự là rất rất hay và rất khó trả lời. Nhưng nếu mà đưa một cái phương án cá nhân của mình ấy thì mình khá là bullish về DeFi và crypto nói chung, nên mình nghĩ rằng đây sẽ không hẳn là một dấu hiệu của downtrend, mà mình thiên về việc suy nghĩ là thực ra đây nó là một cái mảng tất yếu, bởi vì là vì cơ bản DeFi nó cũng chỉ là cái sự sao chép lại của thị trường tài chính truyền thống, nhưng mà nó đem từ một cái môi trường bàn giấy dữ liệu tập trung lên một cái môi trường kỹ thuật số thôi, nên là mình nghĩ là miễn là nó phát triển theo đúng cái theo đúng những cái công cụ mà nó có ở thị trường tài chính truyền thống thì mình nghĩ rằng nó hoàn toàn là hợp lý thôi. Ok, thì sau cái buổi trò chuyện hôm nay thì chắc là nhiều anh em có cái cảm giác là ở cái phát sinh này nó khá là khó hiểu, cũng như là nó khá là cồng kềnh và nó gặp rất là nhiều cái hạn chế để phát triển ở trên cái không gian phi tập trung của blockchain. Mình nghĩ cái tập podcast tuần này nó cũng đã gọi là đủ cái hàm lượng kiến thức mới, cũng như là những cái thứ nó khá là hắc não rồi, những cái thứ nó rất là rối não rồi, thì chắc là bọn mình sẽ phải tạm kết cái tập podcast tuần này tại đây. Và để lại cho anh em những cái từ khóa để mình có thể tiếp tục tìm hiểu trong một tuần sắp tới. Ok, thì chắc là để cho anh Julian gửi lời chào đến các bạn nghe podcast tuần này ha. Ok, thế vậy thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại Coi 68 và FOMO Sapien ở một cái podcast tiếp theo. Ok. Rồi, cảm ơn Julian rất nhiều đã dành thời gian tham gia với podcast DeFi Discussion tuần này.